Báo chí ngoại quốc được vào một căn cứ không quân Nga tính từ mặt Tư Khoa. Báo chí đã được phép vào một căn cứ không quân bảo mật của Nga trong thời gian diễn ra cuộc tranh tài không quân Aviadat 2014. Căn cứ không quân ở Voronezh là một căn cứ trách nhiệm bảo vệ không phận Nga từ Volgograd đến mặt Tư Khoa. Trong căn cứ có 4 đường phi đạo dài 3 cây số, có khoảng 300 phi cơ chiến đấu đang đậu, gồm các loại Su-27, Su-28, Su-25, MiG-29 và AN-72. Khoảng một nửa số phi cơ là Su-27 và MiG-29, số còn lại là Su-28 và Su-25 dùng trong việc huấn luyện. Kiến trúc trong căn cứ hoàn toàn thay đổi so với thời kỳ Liên Xô, với những con đường mới và những sân cỏ. Những sĩ quan trong căn cứ nói rằng sự thay đổi nhằm tăng cường khả năng ẩn giấu phi cơ trước sự dò thám vệ tinh của các nước. Nga đang tiến hành chương trình thiết lập các phi trường di động, nói rằng chương trình phi trường di động sẽ giúp nhanh chóng điều động sức mạnh của không quân nếu bị tấn công. Cuộc tranh tài không quân Aviadot 2014 kéo dài 6 ngày và bắt đầu từ ngày thứ Ba. Phi công của Nga, Trung Cộng và Belarus cùng tranh tài tại Voronezh và Lipetsk.